Tiểu thuyết Công giáo Quỷ xưng tội. Tác giả Văn Liêu. Phần 17. Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Linh Mục và Pháp Sư. Cha Sở đột ngột hỏi: Cô Bảy là ai? Thiếu phụ trả lời: Con không biết. Vừa rồi tiếng nói ấy vui vẻ khen ngợi con đã giữ ông cố ở lại và hứa cô Bảy sẽ cho vợ chồng nhiều vốn để làm ăn. Cha Sở đứng lên hỏi: Vậy bây giờ cô theo phe nào? Tôi hay cô Bảy? Thiếu phụ im lặng và bối rối ra mặt. Cha Sở đoán biết vợ viên thượng sĩ quân y. Thậm chí giờ này, ngay cả anh ta nếu có mặt ở đây, không thể trả lời được cho dứt khoát. Vì nói đúng ra, ai trên đời này cũng sợ quyền lực của tà ma, ác quỷ. Cha Sở vừa thuyết phục thiếu phụ theo phe ngài vừa cố tình nói để cho bọn cô Bảy nghe. Hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi biết cô chú chẳng hề theo phe cô Bảy. Vì phe này gồm toàn ác quỷ, tà ma và các vong hồn xấu xa hiểm độc. Ngặt một nỗi do cô chú chẳng biết đặt niềm tin vào đấng nào nên đâm ra lưỡng lự. Đây tôi cho cô chú một nơi để đặt niềm tin. Cha Sở Luca đến đứng trước tủ quần áo của hai vợ chồng. Ngài chỉ vào bức ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp bằng giấy cũ kỹ, nhỏ bằng lòng bàn tay, được dán chặt vào tấm vách đáy tủ. Cha nói: Mang bức ảnh này ra dán nơi cao trọng nhất, tức trên vách giữa nhà, rồi luôn miệng cầu cứu với Đức Mẹ. Tôi bảo đảm với cô chú, Đức Mẹ sẽ sai thiên binh vạn mã các thiên thần đến giúp cô chú thoát ngay khỏi bẫy hiểm nguy. Thêm một lần nữa ngạc nhiên, bởi thiếu phụ thắc mắc trong trí không biết sao cha Sở biết cô ta có bức ảnh mà cô cố tình giấu ở nơi kín đáo. Thiếu phụ ngập ngừng do dự. Thấy vậy hai phụ nữ cổ vũ: Em làm theo lời cha Sở đi, tốt cho chồng và con cái của em chứ không vô ích đâu. Làm đi em, nghe lời cha Sở đi. Nhờ hai phụ nữ thúc giục, thiếu phụ mở cửa tủ, vừa gỡ bức ảnh ra cầm trên tay vừa nói với cha Sở: Đây là bức ảnh người bạn gái tặng con trong ngày vu quy. Bỏ thì sợ cô ấy buồn, nên con dán vào tủ mà chẳng biết phải làm gì. Chị Hải mau mắn giúp thiếu phụ chọn chỗ xứng đáng nhất trên bức vách giữa nhà, dán bức ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp nhỏ thó lên trên một tờ giấy trắng tinh cho bức ảnh có thêm sự trang trọng, sau đó mới dán lên bức vách. Cha Sở kêu thiếu phụ đứng trước ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp, rồi cùng hai phụ nữ ẵm hai đứa trẻ đứng sau lưng. Cả sáu người cùng tề chỉnh nghiêm trang và thành kính. Cha Sở làm phép ảnh tượng rồi bắt kinh kính mừng để mọi người đọc chậm rãi dâng lên Đức Mẹ. Cha Sở long trọng dâng gia đình của vợ chồng viên thượng sĩ quân y cho Đức Mẹ. Nhưng khi cha Sở vừa dứt tiếng dâng gia đình viên thượng sĩ quân y cho Đức Mẹ xong, thì rầm một tiếng. Mọi người đều giật nảy cả mình vì bỗng nghe một tiếng đổ sập nhà rất lớn ở phía sau. Dưới bếp, tiếng rầm của cả một gian nhà thình lình đổ sập. Quá hoảng hốt, không ai bảo ai, tất cả mọi người đều cùng chạy ngay xuống bếp. Tuy nhiên lạ lùng thay, tất cả gian nhà bếp cùng mọi vật dụng bên trong đều vẫn an toàn và yên tĩnh đâu vẫn vào đó. Không hề thấy có một chút dấu vết gì của sự thay đổi hay bị xáo trộn, hay chí ít cũng có cái gì đó vừa mới xảy ra. Mọi người ngạc nhiên không thể tưởng liền nói với nhau là rõ ràng ai cũng nghe như nhau tiếng đổ sập của cả một căn nhà hay gian nhà chứ không phải ít. Ở ngay phía dưới gian nhà bếp này thì sao lại có thể nói là nhầm lẫn được. Nhưng không hiểu sao tất cả lại vẫn y nguyên, chẳng có gì xảy ra. Có lẽ vì quá sợ hãi trước hiện tượng lạ kỳ không thể lý giải nổi, thiếu phụ bỗng dưng bật khóc, cô khóc mếu máo như đứa trẻ sợ đòn. Thấy mẹ khóc, bé gái 2 tuổi cũng òa khóc theo. Cha Sở Luca động lòng cảm thương liền giang tay ôm chầm lấy thiếu phụ và dìu cô lên nhà trên, đặt ngồi xuống ghế và an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi của thiếu phụ. Cha nói:
không có gì là lạ. Bọn cô bảy thất bại nên tức tối và vùng vằng bỏ đi đó mà. Hãy mừng mới phải vì chúng đã bỏ đi hết rồi. Bình an trở lại cho nhà này, cho cô chú và các cháu rồi. Không còn gì phải lo nữa vì Đức Mẹ đã khứng ưng nhận làm chủ gia đình này rồi. Cha Sở giải thích thêm. Bất kỳ khi ai chạy đến cầu cứu với Đức Mẹ thì Đức Mẹ không bao giờ từ chối hoặc bỏ rơi. Nhất là ai dâng mình cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ nhậm lời ngay tức khắc và choàng tay ôm lấy mà che chở người đó. Chị Hải hỏi cha Sở. Thưa cha, vậy thì tiếng lạ vừa rồi là tiếng gì? Cha Sở giải thích. Đó là một thứ tiếng động bỏ đi của ma quỷ và các vong hồn xấu. Chúng bỏ đi với tất cả sự tức giận. Thiếu phụ nghe nói vậy thì bớt dần sợ hãi và nhìn lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp chằm chằm với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Ôm lấy hai đứa con, thiếu phụ nài nỉ cha Sở và hai phụ nữ ở lại đừng vội đi để chị được an tâm hẳn. Suy nghĩ giây lát, cha Sở Luca thấy trời đã xế chiều, có đi cũng không đến đâu. Và lại, cha Sở đánh giá nhanh rằng nơi đây cũng là nơi cần thiết và quan trọng đối với ngài không thua kém gì ở nơi cô Sáu. Cho nên ngài vui vẻ gật đầu ưng thuận. Lòng cha Sở Luca bỗng cảm thấy rộn vui khi đưa được thiếu phụ đến với Đức Mẹ. Cha còn hy vọng lưu lại để đưa cả chồng của thiếu phụ cũng đến với Đức Mẹ luôn thể. Lưu lại để củng cố niềm tin cho họ rồi hẳn ra đi. Vừa nấu cơm chiều, chị Hương vừa dạy thiếu phụ làm dấu thánh giá và đọc những lời khấn xin Đức Mẹ vân vân. Dạy chán, hai phụ nữ kể cho thiếu phụ nghe nhiều lẽ đạo. Anh thượng sĩ quân y tan Sở trở về nhà. Bước vào nhà, anh rất ngạc nhiên khi thấy cha Sở Luca và hai phụ nữ vẫn còn lưu lại trong nhà mình. Dù vậy, anh đã không khó chịu mà còn sởi lời nói với cha Sở. Dạ phải rồi, đang bị thương ở chân, bác không nên đi vội làm chi. Ở lại nghỉ ngơi với tụi con cho vết thương tạm ổn rồi đi không muộn. Để những phần cuối của việc cơm nước cho hai phụ nữ lo giúp, thiếu phụ nắm tay chồng kéo vào buồng riêng để kể hết sự tình. 50 phút sau, viên thượng sĩ từ buồng bước ra. Anh đến bên cha Sở van xin y như vợ. Ông cố ơi, có thể nào ông cố và hai chị nán lại nhà chúng con vài bữa nửa tháng được không? Kẻo vợ chồng chúng con sợ lắm. Cha Sở Luca chưa thể nói được lời nào thì viên thượng sĩ van nài tiếp. Dù gì vợ chồng chúng con cũng theo phe ông cố rồi thì xin ráng nán lại dạy chúng con thêm cần phải làm những gì tiếp theo. Cha Sở Luca nhớ tới dụ ngôn Chúa dạy về uế thần trở lại. Ngài bỗng cảm thấy thương cảm. Tuy nhiên chưa biết trả lời ra sao cho ổn thỏa. Cha Sở đành bảo. Tôi có việc phải đi và khi xong việc, tôi còn phải trở về với nhiệm sở của mình. Không thể bỏ họ đạo lâu được. Suy nghĩ nát óc một lúc, cha Sở nói thêm. Thôi thì tôi tính như thế này, ngày mai tôi đi lo công việc. Lo xong, tôi sẽ quay trở lại đây với cô chú. Rồi lúc ấy chúng ta sẽ tính tiếp. Thấy mình đã suy xét kỹ, cha Sở gật gù nói thêm. Phải, phải lắm. Phải quay trở lại đây để giúp cô chú mới được. Vì hễ ai theo con đường thiện hảo đều phải gặp ác quấy. Ai được Chúa đến ở cùng thì lập tức sẽ có ma quỷ ẩn nấp kề bên. Ngay đêm đó, cha Sở dạy hai vợ chồng rất nhiều lẽ đạo. Ngài bất ngờ khi thấy hai vợ chồng sẵn sàng đón nghe Chúa Kitô và đạo của Chúa với cả thiện tâm thành ý. Sáng sớm hôm sau, trước khi tạm chia tay, cha Sở dặn dò viên thượng sĩ và vợ. Nếu muốn thoát khỏi sự sợ hãi, hãy vững tin Chúa. Nếu muốn vững tin Chúa, hãy siêng cầu cùng Đức Mẹ. Cha Sở Luca dạy hai vợ chồng dọn một bàn thờ ở giữa nhà sao cho thật tươm tất và cha không ngần ngại tặng luôn cho hai vợ chồng cây thánh giá mà ngài hằng mang theo trong mình. Sáng sớm,
viên thượng sĩ quân y đến đơn vị xin nghỉ phép nửa ngày. Khoảng 8 giờ 30 phút anh trở về nhà dắt theo một chiếc xe lôi thùng nghiêm chỉnh với đầy đủ những gì cần phải có cho một chiếc xe lôi đón khách. Cùng với chiếc xe là một người đàn ông tuổi chạc 50, có vẻ chuyên nghề lái xe lôi thùng, dành địa hình, đường xá và nhất là có dáng dấp đáng tin cậy. Sau khi từ giã hai vợ chồng viên thượng sĩ, cha Sở và hai phụ nữ lên xe. Ở trên xe, cha Sở ngồi ở một bên mép thùng xe, cận sau lưng người lái xe. Hai phụ nữ ngồi hẳn trong thùng xe trên băng ghế có lót nệm sạch sẽ. Xe chạy thong thả với viên thượng sĩ quân y lái xe Honda SS 5067 màu đen tuyền chạy phía sau hộ tống. Lần này, cha Sở và hai phụ nữ ai cũng yên bụng nghĩ thầm giống như nhau một ý, không còn hồ nghi nữa. Hôm nay tất phải bình an và tất phải đến được nhà cô Sáu thôi. Không cách nào có thể khác hơn hoặc đi đâu mà lạc được nữa. Chiếc xe lôi thẳng tiến về chợ Sa Tón. Đến chợ, xe không đi vào lối đi băng ngang qua mặt nhà lồng chợ mà quẹo trái đi về hướng Tây Nam. Đi được một quãng ngắn thì rẽ vào một con đường mà hai phụ nữ đồng loạt kêu ồ lên và nói, hai con đường giống nhau hèn gì chúng ta không lầm cho được. Nghe vậy viên thượng sĩ quân y cho xe chạy lên cặp kè với chiếc xe lôi thùng và nói, thưa ông cố, chính con đã từng mấy lần nhìn lầm đường này ra đường về nhà con vào những ngày đầu khi con vừa mới đến xứ này. Nói dứt lời chưa được bao lâu, hai chiếc xe chạy cũng chưa được bao xa. Bỗng nhiên chiếc xe Honda SS 50 của viên thượng sĩ quân y khịt khịt máy, giật giật chiếc xe, chồm chồm lên mấy cái rồi tắt tịt máy, đứng khựng lại. Chiếc xe lôi cũng ngập ngừng rồi sau đó cũng dừng lại theo đứng cách xa về trước khoảng 10-15 mét để chờ đợi. Phía viên thượng sĩ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi lý do tại sao chiếc xe bỗng bị pan như thế. Cho xe vào sát lề đường, anh bước xuống và xem xét. Cha Sở hỏi người lái xe lôi thùng. Từ đây đến ngã rẽ vào kênh cạn, chúng ta cần phải đi khoảng bao nhiêu cây số hả anh hai? Nghe cha Sở hỏi, người lái xe lôi thùng nhảy vội khỏi yên xe, nhanh nhảu bước xuống xe, gỡ chiếc khăn rằn quấn đầu, quay mình lại kính cẩn trả lời. Thưa ông cố, khoảng hơn 2 cây số. Có vẻ như người lái xe lôi thùng đã được viên thượng sĩ quân y cẩn thận huấn luyện kỹ trước khi giao nhiệm vụ chở ba người khách đặc biệt này. Cha Sở và hai phụ nữ có vẻ an tâm và bình tĩnh. Chị Hải bước xuống xe đi chở ngược lại với viên thượng sĩ quân y cách đó chừng vài chục bước trong lúc anh ta đang hì hục kiểm tra bệnh lý của chiếc xe. Đạp cần đạp máy xe, lại kiểm tra, rồi lại đạp cần đạp tiếp. Đã trải qua khoảng 10 hoặc 15 phút, sau khi đã làm hết cách, hết kiểm tra thì đạp, hết đạp thì đẩy. Chiếc xe vẫn cứ ì ra, viên thượng sĩ nói với cha Sở. Hay là, xin ông cố và hai chị cứ đi, không cần có con đi cùng đâu ạ. Anh dặn thêm hai phụ nữ. Thưa, vợ em đã trả tiền cuốc xe này rồi, xin hai chị không phải trả nữa ạ. Nghe vậy người lái xe lôi thùng gật gật đầu xác nhận. Nghĩ rằng viên thượng sĩ nói đúng, cha Sở Luca gật đầu tỏ vẻ đồng ý để anh ta ở lại một mình với chiếc xe. Ngài không quên nói vài lời với nội dung hứa với anh rằng ngài và hai phụ nữ sau khi xong việc sẽ quay về lại nhà của hai vợ chồng anh ta. Người lái xe lôi thùng đẩy cho chiếc xe chạy tới 5-7 mét lấy chớn rồi nhẹ nhàng phóng mình lên yên xe một cách gọn gàng và đạp xe đi tiếp. Bỏ lại viên thượng sĩ quân y vật lộn với chiếc xe gắn máy của anh ta. Chị Hương hào hứng nói với chị Hải. Cô Sáu mừng biết chừng nào khi thấy chúng ta đến. Nhất là khi cô Sáu thấy có cha Sở đến tận nhà. Chị Hương nói thêm. Chị Hải nở một nụ cười thật tươi tắn đầy vẻ thỏa mãn sau bao nhiêu khó nhọc. Khổ cho lắm rồi cũng phải tới nơi. Thôi.
cùng một nhịp với chữ thôi thốt ra từ miệng chị Hải. Chiếc xe lôi thình lình nhảy tưng lên một phát như con ngựa lồng lên vì sợ hãi. Hất tung cả ba người ngồi trên xe văng hết xuống đường một cách dễ như không. Chiến xe lôi chổng gọng nằm một nơi. Cha Sở Luca với hai phụ nữ văng ra một nơi. Ông lái xe lôi thùng văng ra một nơi khác nữa. Trên mặt đường, làm những người đi đường và những người ở ven đường gần đó lấy làm ngạc nhiên quá sức. Hoàn hồn trở lại, hai phụ nữ lồm cồm bò dậy thì thấy cha Sở ngồi bệt dưới đất. Thấy người đàn ông lái xe lôi thùng nằm trải bãi giữa đường. May mắn cả bốn người không ai bị thương. Người đàn ông lái xe ngồi dậy trước nhất chạy đến đỡ cha Sở đứng lên rồi đứng trước cha Sở lột vội khăn quấn đầu ra xá cha Sở như tế sao. Hai phụ nữ ê ẩm cả người cũng đứng dậy phủi bụi đất miệng hỏi lia lịa. Sao vậy? Sao vậy? Chú chạy xe kiểu gì vậy? Chú bị làm sao vậy hả? Người đàn ông lái xe run rẩy bảo. Rõ ràng, thấy cục đá to nằm chắn giữa đường. Tôi cố hết sức để tránh, nhưng sao lại đâm sầm vào nó? Người đàn ông đi tìm cục đá để minh chứng lời ông nói là thật. Tuy nhiên tìm mãi vẫn không thấy, cha Sở và hai phụ nữ cũng đảo mắt tìm. Nhưng không ai thấy có cục đá to nào ở quanh chiếc xe. Người đàn ông lái xe nói như mếu. Thiệt mà, cục đá to bằng cỡ này, ông ta vòng tay ra hiệu. Cứ xem cái cách ông ta ra hiệu thì tảng đá phải lớn bằng cái ghế ngồi của người lớn nằm chắn giữa đường. Thiệt mà, tôi nói thiệt mà. Ông lăng xăng chạy tới chạy lui quanh chiếc xe lôi mấy vòng, nhưng hoàn toàn không tìm thấy cục đá nào. Chị Hải nói, chú nói sao chớ đường đất như thế này làm gì có đá. Một viên đá nhỏ còn không có lấy gì có cục đá lớn bằng đó. Chú nói sảng rồi. Người đàn ông quấn lại chiếc khăn rằn di lên đầu. Gương mặt lo lắng trông rất tội nghiệp. Trông như lẩm bẩm mãi. Người vừa mới phạm phải một lỗi lầm to lớn. Ông rõ ràng mà. Rõ ràng mà. Nó nằm trình hình chỗ này. Tôi có nói xạo cho trời chu đất diệt tôi đi. Cha Sở Luca tự nãy giờ không hề nói đến một tiếng. Cha âm thầm suy nghĩ. Sau đó cha quan sát xem chiếc xe có bị làm sao không, có thể đi tiếp được hay không. Thay cho lời vỗ về an ủi, cha Sở giúp người lái xe nâng chiếc xe dậy. Thấy hình như chiếc xe không bị vấn đề gì, cha vừa nói vừa hỏi. Không sao, không sao, anh đừng lo, cứ giúp chúng tôi sao cho có thể đi tiếp là được. Không có gì quan trọng với chúng tôi hơn là đi đến nơi. Ngoảnh lại phía sau vài ba lần mà vẫn không thấy bóng dáng viên thượng sĩ quân y. Cha Sở nói với hai phụ nữ. Lạ thật. Anh ta độn thổ hay sao mà bỗng chốc biến mất đi ngã nào? Mới đó đã đi đâu mà lẹ? Chị Hải nói. Thưa cha, cũng có thể anh ấy mau mau dắt chiếc xe đi sửa. Vì lúc nãy con còn thấy bóng anh ta vừa chạy vừa đẩy xe về hướng chợ. Người lái xe lôi thùng bị nhiều xây sát đến chảy máu nhiều nơi trên cánh tay. Thế nhưng ông ta vẫn tỏ ra như không hề gì. Cha Sở Luca thì không hề bị một xây xước nhỏ vì cha ngồi ở tư thế dễ dàng nhận ra nhiều tình huống khi xe đang chạy và dễ dàng nhảy xuống khỏi xe để thoát thân một cách nhanh chóng. Riêng hai phụ nữ có lẽ mỗi người bị một số vết thương nhẹ trong thân thể cho nên chị Hải cứ suýt xoa và kêu trời liên tục. Người lái xe lôi thùng kiểm tra từng bộ phận của toàn bộ chiếc xe xong. Mời mọi người lên xe. Đi cà thọt đẩy xe cách hơi khó nhọc và rồi cũng tiếp tục được cuộc hành trình. Khi đến đầu con đường nhỏ dẫn vào kênh cạn, người đàn ông lái xe lôi thùng cẩn thận cho xe chạy thật chậm lại để dễ quẹo cua nhưng cũng vừa để hỏi mọi người lại lần nữa. Thưa, có phải rẽ ngả này không? Chị Hải hỏi chị Hương. Đúng là nó rồi phải không em? Chị Hương la lên mừng rỡ. Đúng rồi. Quay sang cha Sở, thưa cha đúng là tới nơi rồi.
Chị Hải và chị Hương đồng loạt kêu người lái xe. Đúng rồi, quẹo vào đi chú ơi. Con đường chính ngoài kia đã vắng. Con đường nhỏ dẫn đến kênh cạn còn vắng vẻ hơn nhiều. Không một bóng người qua lại dù rằng mới khoảng gần 10 giờ sáng. Tuy nhiên nắng cũng đã bắt đầu nóng rát da rát thịt, gây khô khốc làm tung bụi mù phía sau chiếc xe lôi đang chạy tới. Hai bên con đường dẫn vào kênh cạn thưa thớt nhà. Phần lớn là quang cảnh đồng ruộng màu vàng của gốc dạ. Sát hai bên cạnh con đường đất bụi mù là những dãy mương nhỏ đứt khúc nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng có những khúc mương còn đọng lại độ vài ba tấc nước tù làm nơi cho súc vật lặn hụp, trầm mình cho dịu bớt cơn nóng. Quả thật ở nhiều khúc mương đọng nước lố nhố có những con trâu trầm mình dưới nước, làm nước hóa thành bùn đen. Khó nhận ra ngay các chú trâu giữa đám bùn sình vì toàn thân các chú phủ toàn bùn sình. Người đàn ông lái xe lôi thùng có vẻ cần mẫn do bản tính vốn thế hay do được viên thượng sĩ quân y trả tiền hậu hĩnh không biết. Sự cần mẫn của ông trái ngược hẳn với tay lái xe lôi thùng hôm qua làm cho cha Sở và hai phụ nữ rất hài lòng. Hài lòng đến nỗi chịu bỏ qua và nhanh chóng quên đi tất cả những khó chịu vừa xảy ra. Sự cần mẫn của ông lái xe thể hiện qua nhiều cách. Rõ nhất qua cách cầm lái cẩn thận, tỉ mẩn, thật vậy. Chỉ một ổ gà nho nhỏ, chỉ một chỗ trũng không đáng kể, một con vịt mẹ dắt đàn con đủng đỉnh lang thang. Trên mặt đường bằng đất trải đầy bụi, ông cũng khéo léo né qua lách lại cho bánh xe không chạm phải để sốc. Khách ngồi trên xe cảm thấy thoải mái vì không bị dằn. Nhưng lẽ thường, điều gì đi quá mức cần thiết đều không tốt. Chẳng biết có phải do quá cần mẫn hay không mà khi chỉ còn cách nhà cô Sáu không bao xa theo hai phụ nữ phỏng đoán, thình lình vì cố tránh cho bằng được một con heo mọi nghễu nghến trên mặt đường, chiếc xe hướng mũi vào lề đường, chẳng may vừa lúc ấy lại gặp phải một con heo thả rông khác, tránh tiếp. Chiếc xe trao đi, ông lái xe lôi bẻ tay lái đột ngột và hơi gắt về một phía, chiếc xe càng lạc thêm tay lái. Ông lái xe vội bóp mạnh càng thắng xe, dây thắng đột ngột bị đứt. Chiếc xe lao quặt quẹo vô lề đường bằng một tốc độ hơi nhanh. Không có gì cản chiếc xe dừng lại. Chiếc xe lao luôn qua lề, gặp ngay chỗ lề đang có dốc hơi đứng cao chừng 5 tấc. Bánh trước của chiếc xe đạp sụp xuống bờ ruộng. Thùng xe với ba người ngồi trên vốn nặng liền cứ thế mà đổ tới dồn tất cả sức nặng dẩy chiếc xe đạp càng lao nhanh thần tốc xuống ruộng. Đến đây thì tất cả, từ chiếc xe đạp cho đến thùng xe, bốn người gom lại thành một khối gọn gàng lộn nhào xuống ruộng. Nhưng, nào phải chỉ xuống ruộng. Như đã kể, giữa con đường và ruộng lúa chưa cày bừa có những khúc mương. Trong số những khúc mương này lác đác có những khúc mương còn đọng nước tù. Trong số những khúc mương còn đọng nước tù có ít khúc mương hơi sâu cho những con trâu nông nhàn đến ngâm mình cả buổi trong bùn sình đen đúa mát rượi. Thế là chiếc xe lôi thùng trọn rơi ngay xuống khúc mương đang có một con trâu to đùng đen chũi đang thảnh thơi trầm ngâm trong bùn sình rất thoải mái. Mọi việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ nên chẳng ai kịp phản ứng nhảy ra khỏi xe, mà cứ phó mình để mặc cho bị quăng bị ném tự do theo chiếc xe xuống mương bùn sình nhớp nhúa. Rất may chiếc xe không đâm trúng con trâu, nếu trúng thì thật rất nguy hiểm mà chỉ vừa vặn rớt ngay đằng đuôi của con trâu đang ngơ ngác chẳng hiểu sự gì ra sự gì. Cho nên con trâu vẫn cứ tiếp tục hiền lành vùng đứng dậy nhảy lên bờ quay lại nghênh mặt nhìn đoàn người đang loi ngoi lóp ngóp giờ khóc giờ cười. Sau một lúc hoàn hồn tỉnh hẳn lại, mọi người nhận ra ông lái xe té ngồi hẳn ở trong mương. Bùn ngập đến quá nửa thắt lưng. Mặt mũi của ông lấm lem đầy bùn, cha Sở Luca ở cạnh mương cho nên chỉ nhúng hai chân trong bùn. Chị Hải và chị Hương tuy vẫn ngự nguyên một chỗ trên thùng xe do đu bám vào các gọng mui xe, cho nên thân thể của hai người dính nhiều bùn sình phần mông trở xuống. Có lẽ khúc mương với sình lầy đã che chở cho mọi người không ai bị thương tích, bù lại bị vấy bẩn không thể tả. Có điều bùn sình ở đồng ruộng là đất nhão, không hề có mùi hôi thối ngoài mùi đất, cho nên dơ chứ không bẩn vì chất thải. Vì chiếc xe nằm bẹp dưới mương vùn sình lầy lội,
Cho nên cha Sở lẫn hai phụ nữ chung tay giúp ông lái xe lôi thùng dùng dây kéo chiếc xe lên không mấy khó khăn. Mọi người dùng nước sạch hơn ở những khúc mương gần đó để rửa ráy qua loa rồi tiếp tục kéo chiếc xe lên mặt lộ để đi tiếp. Vài người dân tình cờ lai vãng cũng tiếp tay. Họ cho biết may mà không đụng chạm gì đến thân trâu, vì bọn trâu dễ nổi giận khi gặp chuyện bất ngờ. Nghe thế mọi người cảm thấy thật hú hồn hú vía. Chị Hải đề nghị không đi xe nữa, mà đi bộ vì chị tin chắc chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi. Người đàn ông lái xe lôi rất ngượng ngùng, ân hận tràn trề và cứ luôn miệng xin lỗi ba người. Thấy chẳng ai trách cứ đến nửa lời, ông móc hết trong túi ra hai tờ giấy bạc bị lấm bùn, trao cho cha Sở Luca miệng lắp bắp nói: "Chạy xe như tôi thật không đáng lấy tiền. Đây tôi xin trả lại cho ông cố, miễn sao ông cố đừng bắt đền nhân mạng là được." Cha Sở Luca cười rộ, xua tay tỏ ý không nhận. Trái lại, cha và hai phụ nữ còn cười vỡ bụng rồi an ủi ông ta. Chị Hải vừa liếc nhìn cha Sở và chị Hương như hỏi ý, vừa nói lên ý muốn ngày mai nhờ ông lái xe lôi thùng đến để chở ba người trở lại nhà viên thượng sĩ quân y. Thật bất ngờ, chưa nghe xong hết ý, ông lái xe lôi giơ hai bàn tay lên ra vẻ như bắt ấn: "Om Mani Bát Lị Hồng, cho tôi xin kiếu, cho tôi xin kiếu. Tôi không dám đi với ba người nữa." Ông lắc đầu nguầy nguậy: "Thiệt, cho vàng tôi cũng không dám đi. Vì rõ ràng hai lần xui xẻo vừa qua, tôi thấy có bóng âm hồn cố tình xô cho ngã xe chớ không phải thường." Om Bani Bát Lị Hồng, Om Bani Bát Lị Hồng. Cha Sở Luca cười độ lượng: "Biết, tôi biết điều đó. Chuyến về sẽ không có như vậy nữa đâu." Không để ông lái xe từ chối thêm, cha Sở nói luôn: "Nhưng thôi, anh hai không muốn chở chúng tôi chuyến nữa thì chúng tôi không nài ép. Xin anh cứ quay về." Khi ông lái xe lôi thùng quay xe trở ra đường lớn, chị Hương chỉ cho cha Sở: "Thưa cha, nhà của cô sáu phía đó." Chị Hương chỉ tay về phía trái: "Ở đằng kia, chúng ta sắp đến rồi ạ." Cha Sở gật đầu. Vừa rảo bước, cha vừa bảo với hai phụ nữ bằng một giọng êm ái: "Cố gắng, cố gắng thêm nữa nghe hai cô. Bây giờ mới là lúc bắt đầu." Cha Sở Luca và hai phụ nữ đặt chân đến ngay trước cổng nhà cô sáu chỉ chưa đầy 10 phút sau khi rời bỏ chiếc xe lôi thùng. Cho tới lúc này, ba người mới dám tin chắc rằng chuyến đi đã đạt đến đích, đã thành công. Vì mấy ngày vừa qua tuy không ai dám nói ra, nhưng tất cả đều không tin lắm sẽ đến nơi do xảy ra quá nhiều sự quấy nhiễu của cô Bảy và đồng bọn. Đứng trước cổng, chị Hải đẩy cánh cổng bằng sắt bản to kiên cố. Cánh cổng không mảy may nhúc nhích. Những lần trước đến đây, hai phụ nữ nhớ rõ nhà cô Sáu không hề có cổng. Lần này bỗng dưng lù lù hiện ra một chiếc cổng to đùng, cao kềnh, đen chuỗi và trông thật là lạnh lùng đến có vẻ như rất thù nghịch. Chiếc cổng hoành tráng và nghiêm nghị đã biến ngôi nhà thân thương trước đây giờ trở nên một biệt thự đầy xa cách. Chiếc cổng còn khiến cho hai phụ nữ chột dạ, lòng nảy sinh bán tín bán nghi, không biết có phải ba người đã đến lầm nhà ai với nhà cô Sáu. Hoặc giả đúng là nhà cô Sáu nhưng cô có sang nhượng cho ai khác để rời chỗ ở đi nơi khác hay không. Cả hai phụ nữ không ai bảo ai mà đồng thanh cất giọng kêu lớn tiếng: "Cô Sáu ơi, cô Sáu." Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có lấy một tiếng động nào đáp trả hay dội lại. Hai phụ nữ kêu dồn dập vài lần nữa nhưng chỉ được đáp lại bằng sự thinh lặng. Hai cô quay ra đoan chắc với cha Sở rằng họ đã đưa cha đến đúng nhà của cô Sáu vân vân. Hai phụ nữ lại kêu tiếp, lại thinh lặng. Quá bồn chồn, hai phụ nữ đặt ra nhiều giả thuyết, nghĩ ra nhiều nghi vấn và cùng nhau tìm câu trả lời cho thỏa đáng, nhưng càng lúc càng rối rạ và thấp thỏm.
Sự thinh lặng bao trùm từ ngôi nhà ra cho đến quang cảnh chung quanh bên vệ đường. Tất nhiên, vì nhà cô Sáu nằm tách biệt khá xa với hàng xóm. Hai phụ nữ kêu tiếp thêm vài lần nữa trong khi cha Sở Luca vẫn đứng yên, im lặng và điềm tĩnh chờ đợi. Không chịu nổi sự sốt ruột, chị Hải cào nhào. Đã hết sức khốn khổ mới đến được đây, vậy mà cũng còn chưa được êm xuôi. Chị Hương cũng bày tỏ sự thất vọng và hối tiếc cho chuyến đi. Họ còn càm ràm linh tinh đủ thứ khác nữa một lúc. Để đáp lại, cha Sở Luca cười bảo: thì tôi đã nói với hai cô rồi, chuyến đi mang một linh hồn về cho Chúa đâu phải dễ như đi ăn tiệc. Và tôi cũng vừa nói xong với các cô, bây giờ mới là lúc bắt đầu. Qua thái độ vui tươi, lạc quan đi kèm với nụ cười luôn sẵn sàng tươi nở trên môi của cha Sở có sức mạnh mang lại sự bình an cho hai phụ nữ. Cha nói tiếp vẫn với nụ cười: nhưng chớ có lo, hãy bình tĩnh đừng vội, vì chuyện gì cũng có thời gian của nó. Chị Hải hỏi cha Sở: như vậy cha và chúng con còn phải đối mặt với nhiều gian khổ nữa phải không ạ? Cha Sở nhẹ nhàng đáp: nhiệm vụ của hai cô là đưa tôi đến gặp cô Sáu. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô Sáu về với Chúa. Bây giờ hai cô đã xong nhiệm vụ, còn tôi thì mới bắt đầu nhiệm vụ. Cho nên gian khó này có thể là gian khó cuối cùng của hai cô nhưng là gian khó khởi đầu cho nhiệm vụ của tôi. Vậy hai cô cứ an tâm và từ giờ hai cô chỉ có việc hỗ trợ tôi mà thôi. Hai phụ nữ nghe cha Sở nói vậy thì an tâm và cứ kiên nhẫn kêu cửa. Họ định sẽ kêu hoài cho đến khi cô Sáu nghe mới thôi vì từ ngoài cổng nhìn vào. Nhà cô Sáu vẫn mở toang mọi cánh cửa lớn nhỏ thì không có lý gì cô Sáu đi vắng, trừ khi chủ nhà là người khác, nhưng nếu vậy thì chủ nhà cũng phải ra. Ít là để xem ai kêu cửa, kêu để làm gì và vui vẻ hoặc cầu nhau cho người gọi cửa biết vài thông tin chí ít cũng ra để đuổi khách đi cho rảnh. Cho nên chốc chốc hai phụ nữ lại kêu ầm lên: cô Sáu ơi! Cô Sáu mà chẳng ngại ngùng gì. Qua 12 giờ trưa ít phút, ánh nắng của mặt trời chính ngọ chói chang chiếu thẳng xuống đầu ba người mà chung quanh lại không có lấy một bóng cây để tránh trú. Ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại vì phải đứng ngoài nắng suốt hơn một giờ đồng hồ, khổ sở đến cùng cực. Trong tình thế này, thật không biết tính làm sao, ở lại tiếp để kêu cửa thì không biết có được hay không. Đi về thì mất công toi cả chỉ lẫn chài nào mục đích của chuyến đi nào trùng trùng gian khó đã giang tay gánh chịu. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Đến cha Sở cũng còn không biết nên chọn hướng giải quyết nào. Đúng vào lúc ấy, khi mọi người đang cảm thấy vô vọng thì bất ngờ sau một tiếng kêu hú họa: cô Sáu ơi! Cô có ở nhà không mà sao cô không lên tiếng vậy cô Sáu? Trong nhà bỗng phát ra một tiếng động nhỏ. Hai phụ nữ được đà, đập mạnh tay vào cánh cổng và đồng thanh kêu lớn thêm một loạt nữa thì xuất hiện từ trong nhà bóng một người đi ra. Nhưng khi vừa ra tới hàng hiên thì mới hai người ấy không phải là cô Sáu, mà là một người đàn ông gầy gò ăn mặc theo lối cư sĩ. Đứng trên thềm nhà, người đàn ông hỏi vọng ra bằng một giọng rất gay gắt gần như là la mắng. Ai đó? Làm gì mà ồn ào quá vậy? Chị Hải và chị Hương đua nhau đáp: chúng tôi là người quen muốn tìm cô Sáu. Chúng tôi có hẹn với cô Sáu. Người đàn ông cáu kỉnh vặn vẹo cũng với cái chất giọng mắng mỏ. Cô Sáu nào? Ở đây không có cô Sáu nào hết. Chị Hương dùng giọng nhỏ nhẹ để đối lại đáp: dạ thưa anh, cô Sáu em cô Bảy thầy Pháp đó. Người đàn ông im lặng. Chị Hải thấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ có khả năng dễ thu phục người đàn ông cộc cằn thô lỗ này hơn, cho nên bắt chước chị Hương. Chị Hải nói êm như ru: cô Sáu có ở nhà không hở anh? Chúng em từ xa đến muốn được gặp cô Sáu vì có chuyện gấp lắm anh ơi. Giọng người đàn ông nghe hơi bớt gắt gỏng hơn,
tuy nhiên vẫn còn khó nghe lắm. Cô Sáu đi vắng rồi. Chị Hải hỏi tiếp theo liền để ông ta không kịp suy nghĩ. Khi nào cô Sáu về thưa anh? Người đàn ông định quay trở vào trong nhưng cũng cố trả lời. Không biết. Tôi không biết. Ông ta quay vào nhà thật. Nhưng đi được vài ba bước, ông ta quay đầu lại, nói lớn. Có thể vài hôm nữa mới về. Chị Hải tranh thủ. Em bồ rằng có ở nhà không hở anh. Chị Hải dở giọng nịnh bợ, anh là người tu hành đắc đạo. Xin làm ơn cho chúng em gặp em bồ rằng cũng được. Từ cổng vào đến ngôi nhà cách xa dễ chừng có tới vài chục mét. Vậy mà khi người đàn ông dịu giọng, cha Sở và hai phụ nữ vẫn nghe rõ mồn một như nghe tiếng nói của một người có luyện nội khí. Nó ở với cô Bảy, không có ở đây từ lâu rồi. Khi người đàn ông vào khuất hẳn bên trong phòng khách, chị Hải khẳng định, nếu ông ta nán lại thêm chút nữa, chắc chắn chị em mình sẽ lôi được ông ta ra cổng để nói năng cho ra chuyện. Đàn ông nào mà không chịu ngọt. Với những mẫu trao đổi trên, cha Sở và hai phụ nữ cũng không thể biết được thêm gì hơn ngoài thông tin cô Sáu đi vắng và mãi đến vài hôm nữa mới trở về. Tuy vậy, cũng không thể biết chắc thông tin ấy là những thông tin giả. Cha Sở Luca phán đoán. Cô Bảy nhiều lần chặn đường cản lối chúng ta. Chặn đường cản lối mãi không được thì nay chặn cửa. Đó là trò con nít. Ngài đưa ra quyết định. Đã lặn lội đến đây với nhiều gian khó thì đừng hòng chúng ta ra về cách uổng công. Phải ở lại cho đến khi gặp được cô Sáu mới thôi. Bây giờ chúng ta chiến đấu đến cùng. Một người đi trở về chợ mua đủ thức ăn, nước uống và đồ dùng cho một tuần. Một người ở lại với tôi, cứ 15 phút lại gọi ầm lên một lần. Hai phụ nữ nhanh chóng hiểu ý cha Sở. Chị Hương tình nguyện. Con sẽ đi mua những gì cần dùng suốt một tuần cho ba người. Cha Sở móc ví lấy tiền trao cho chị Hương. Chị Hương ngần ngại khi thấy cha Sở tốn tiền. Cha Sở dúi tiền vào tay chị và nói. Hãy chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc cắm trại ngay tại đây. Đừng tiếc tiền. Giá một linh hồn không thể rẻ. Chị Hương lội bộ đi về chợ xa tón. Trong lúc đó, chị Hải chốc chốc lại gọi cửa. Cô Sáu ơi! Cô Sáu! Khi thì... Cô Sáu ơi! Cô có ở nhà không cô Sáu? Có lúc chị Hải còn dở giọng não nụt kêu. Cô Sáu ơi! Có cha Sở đến với cô nè cô Sáu. Vân vân. Khoảng 2 giờ sau, chị Hương về tới trên một chiếc xe lôi thùng. Chiếc xe này khác hẳn hai chiếc xe trước. Chị Hải cùng với người lái xe lôi thùng vui tính giúp chị Hương căng một tấm poncho, bạt, nhà binh làm lều trại ở sát ngay bên cạnh cổng, rồi bày biện thức ăn, nước uống cùng những vật dụng sinh hoạt nhà binh. Họ còn răng cho cha Sở một chiếc võng nhà binh khổ rộng với cả mùng mền đi liền võng để cha ngủ riêng một góc khi đêm về. Nói theo thuật ngữ thời chiến lúc bấy giờ là cha Sở và hai phụ nữ cắm trại 100% với lực lượng hậu cần là anh thương phế binh lái xe lôi thùng lanh lợi. Dễ tính và vui tính nhận lời cứ mỗi sáng, chiều. Đến chăm thêm nhu yếu phẩm cho mọi người với mức lương thỏa thuận. Thỉnh thoảng vừa nhác thấy người đàn ông thấp thoáng hay lấp ló trong nhà nhìn ra lán trại. Chị Hải chị Hương chộp ngay cơ hội lập tức kêu to bằng một giọng não nùng ai oán. Cô Sáu ơi! Cô Sáu! Cô Sáu nỡ để cha Sở và chúng em thế này sao cô Sáu? Cha Sở đến tức là Chúa đến nhà cô đó cô Sáu ơi! Tội nghiệp! Cứ mỗi khi vừa nghe như vậy, người đàn ông vội thụt đầu vào nhà cho lẹ để khỏi bị ăn vạ. Dẫu cho từ con đường cho tới cả khu vực nhà của cô Sáu có vắng vẻ đến mấy, thì có lúc cũng phải có người qua kể lại. Thật vậy, vào khoảng gần 4 giờ chiều khi trời mát dịu dần, lác đác có vài người thay nhau qua lại, nhưng hễ có người nào đi ngang qua nhà cô Sáu thì y như rằng
Người ấy tất phải chú ý vào một cảnh tượng lạ đời không thể hiểu nổi và cũng chưa từng xảy ra ở vùng thôn quê như thế này. Tức là trước mắt họ, một nhóm người lều căng võng mắc, lúi húi bày biện, như ăn vạ ngay trước cổng nhà của người ta. Nhà người ta ấy lại là nhà của cô Sáu. Một bà cô người Việt gốc Miên lai lịch có đính dáng đến hoàng tộc No Do Jom Sihanouk Vương quốc Campuchia. Trông rất quý phái, đoan trang tào nhã nhất vùng. Càng về chiều càng có thêm nhiều người lẫn trẻ em qua lại, lui tới, kẻ bạo dạn kẻ thập thò. Không ai không tỏ ra quá sức tò mò và cực kỳ nhấp nhỏm muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra. Một số người lớn lẫn trẻ em khác không chịu nổi đành đứng hẳn lại ở đằng xa chỉ trỏ bàn ra tán vào để tìm hiểu. Ban đầu họ còn ở xa xa lom lom, trừng trừng, ngó ngó. Dần dần họ rạn rĩ hơn, mon men đến gần hơn, rồi từ từ lân la, rồi lên tiếng chào hỏi làm quen. Tiếp đến họ bắt chuyện với hai phụ nữ để dò hỏi xem có chuyện gì mà phải đóng trại như thế này. Đoán biết tình hình sẽ phải diễn tiến đến đâu, cha Sở Luca suy nghĩ kỹ rồi tương kế tựu kế. Tức là cô Bảy đã cấm cửa ngài và làm cho ngài phải lâm vào tình huống khó xử. Vậy thì ngài sẽ dùng chính tình huống khó xử này để quật lại cô Bảy một đòn hiểm cho cô ta biết tay. Thế là cha Sở Luca dặn dò hai phụ nữ chuẩn bị hễ bất cứ ai thắc mắc đại để như ba người làm gì ở đây năm, năm thì cứ thống nhất một công thức trả lời rằng: ba cha con chúng tôi từ xa đến cần gặp cô Sáu, nhưng bị một người đàn ông lạ mặt hung hãn đang ở trong nhà cô Sáu gây khó dễ. Câu trả lời có công thức trên vừa giải tỏa được sự tò mò của người dân trong vùng đối với cha Sở và hai phụ nữ, lại vừa xoay chiều đổi hướng sự chú ý và sự tò mò của người dân nơi đây vào nhà cô Sáu, vào người đàn ông lạ mặt hung hãn trấn giữ ngôi nhà với cung cách mờ ám. Không sai, một số người lớn vừa nêu thắc mắc liền được hai phụ nữ vui vẻ, cởi mở và chân tình trả lời bằng công thức trả lời được cha Sở Luca nghiên cứu và sắp sẵn. Tuy nhiên, cứ mỗi lần trả lời cho một người dân nào đó, câu trả lời ấy lại còn được thêm mắm dặm muối cho thêm phong phú. Phong phú đến nỗi tình hình ngày càng tăng thêm độ bí ẩn đầy kịch tính. Đúng thế, ai nghe hai phụ nữ trả lời cũng đều gật gù thông cảm với cha Sở và hai phụ nữ, nhưng lại tò mò, khó chịu với người đàn ông bí ẩn trong nhà cô Sáu. Sự tò mò, khó chịu khiến trong số họ có người đẩy mạnh cổng, lắc cổng, xô cổng, rồi tiếp tay với hai phụ nữ gọi lớn tiếng một cách hằn học: cô Sáu ơi cô Sáu, có bà con của cô đến nè. Ai ở trong nhà ra mặt đi. Chú gì đó ra đây cho tụi tôi hỏi chuyện cho ra lẽ. Đừng trốn biệt trong nhà chớ. Vân vân. Trong lúc người lớn kêu cửa bằng đủ kiểu thì bọn trẻ, những đứa trẻ chạc tuổi 10 đến 15, ngứa ngáy tay chân, leo trèo lên tường rào, la hét. Thấy không hiệu quả chúng liền chạy quanh nhà bằng những ngõ ngách chỉ có chúng mới biết được. Sục sạo, ồn ào chỉ trỏ, giúp người lớn kêu réo, khua khoắn tìm cách tiếp cận cho bằng được người đàn ông lạ trong nhà cô Sáu. Càng về chiều số người dân trong khu vực tụ tập càng nhiều hơn, có tới hơn 10 người lớn, gần 10 trẻ em. Tất cả đứng ngồi lố nhố ở cạnh lều cùng với hai phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, đon đả, thơm thảo mời họ uống nước, mời cả trẻ em ăn bánh ngậm kẹo. Với chiêu thức thu phục nhân tâm kiểu rất phụ nữ ấy, xem lại chú thích số 1. Chẳng mấy chốc, hết người này đến người khác đều ở vào phe cha Sở và hai phụ nữ và tỏ rõ thái độ bênh vực cho lẽ phải. Thêm vào đó, có người cung cấp thêm thông tin này về nhà đất, về lai lịch lẫn cảnh sống của cô Sáu. Có người cung cấp thêm thông tin kia về cô Bảy và lối hành nghề pháp sư của cô ta. Kẻ khác kháo láo về những đồn đại đó đây về cô Sáu lẫn cô Bảy, khiến cha Sở ngồi trên võng gần đó cùng với những người đàn ông quây quần bên cạnh và hai phụ nữ trong không bao lâu đã nắm được rất nhiều thông tin quý giá và cần thiết. Những người đàn ông lớn tuổi quấn xà rông có vẻ là người Miên,
nóng nảy. Bồn chồn như xốn sang vì khó chịu về người đàn ông lạ mặt và hung dữ trong nhà cô Sáu. Những người này cứ đặt ra hết nghi vấn này đến nghi vấn khác rồi tìm hướng giải quyết. Khi mối sơ giao giữa người dân trong vùng với cha Sở và hai phụ nữ ngày càng trở nên thấm đậm tình thân thiết qua cách có vài người về nhà mang ra trái cây, cơm nóng và những món cần dùng vân vân, thì sự tò mò lẫn lòng ác cảm với người đàn ông lạ mặt bí ẩn trong nhà cô Sáu càng dâng cao trong lòng họ. Không cần phải hai phụ nữ, mà chính họ thay nhau cố gọi cổng bằng mọi cách sao cho người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Gọi không hiệu quả thì họ đập mạnh cổng, đưa ra những lời đe dọa nào là chọi đá, nào là phá cổng, nào là sẽ báo cho nhà chức trách. Dù với những cách gì, người đàn ông trong nhà vẫn im hơi lặng tiếng, không lộ mặt cũng không lên tiếng đáp trả. Có những câu khích khí, bôi bác, chọc giận nghe rất dễ gây tức tối, thế mà không làm cho người đàn ông tự ái để lên tiếng hay lộ mặt. Vài cô gái bắt đầu ném những viên đá to vào sân, nhưng người lớn can ngăn chưa nên làm như thế. Một vài người phụ nữ nóng nảy đi gọi dân vệ. Không lâu sau đó, ba anh dân vệ vác súng trường đến. Nghe mọi người mét thót một cách tỉ mỉ hết câu chuyện, ba anh dân vệ ra dáng chính quyền đứng ở cổng hướng vào nhà cô Sáu kêu to. Chủ nhà đâu? Ra mở cổng cho chính quyền thi hành phận sự. Bằng nhiều lời kêu gọi khác nữa, nhưng vẫn không xong. Một trong ba anh bắn súng chỉ thiên, chỉa súng lên trời mà bắn để đừng trúng ai. Lệnh truyền oai phong kèm theo tiếng súng nổ vang rền là thế. Vậy mà trong nhà im như tờ, không có lấy một tiếng động nhỏ đáp trả. Để hai anh ở lại với mọi người, một anh dân vệ quay về gọi ông trưởng ấp. Lúc này người dân tụ tập lên đến vài chục người, trẻ em càng đông hơn. Tất cả nhốn nháo xôn xao chờ xem như chờ xem sự lạ. Khoảng 20 phút sau ông trưởng ấp đến, có thêm 5 anh dân vệ khác nữa đi hộ vệ ông. Ông trưởng ấp nghe lời kể của các nhân chứng là những người dân trong khu vực có mặt tại đó. Để cho tiện, chị Hải cũng tự nguyện giới thiệu cha Sở Luca là ông cha, linh mục, ở nhà thờ An Biên v.v. Vừa nghe nói đến chữ ông cha, ông trưởng ấp lẹ làng lột ngay chiếc khăn rằn di đang quấn trên đầu xuống, tỏ vẻ kính trọng, rồi cúi chào cha Sở Luca. Cha Sở chào lại ông trưởng ấp và nói rõ lý do đến gặp cô Sáu là để lo phần đạo theo lời yêu cầu của cô. Cha xác nhận những gì người dân và hai phụ nữ vừa kể là đúng sự thật. Vì kính trọng cha Sở, lại nghe cha nói đang đi làm bổn phận tôn giáo, ông khoác tay miễn xem giấy tờ tùy thân của hai phụ nữ luôn, chỉ vì họ đi cùng cha. Sau khi nắm rõ câu chuyện cùng mọi chi tiết cần thiết, ông trưởng ấp cho dân vệ kêu cửa 3 lần. Vẫn vô hiệu. Đến lượt ông dùng loa sắt cầm tay. Sau khi xưng danh, tôi là nhà chức trách sở tại, trưởng ấp Vĩnh Hòa. Ông ra lệnh, yêu cầu bà Lý Lệ Lan, tên Việt Nam của cô Sáu, mở cửa để chính quyền sở tại xét tờ khai gia đình. Ông ra điều kiện, trong vòng 5 phút, không mở cửa, chúng tôi buộc lòng phải dùng vũ lực để hoàn thành chức trách. Quá 5 phút, trong nhà vẫn yên ắng không có lấy một tiếng động dù nhỏ. Dân vệ kêu thêm người làm thành một tiểu đội, 12 người, súng ống khua gian cùng nhau phá cổng nhà cô Sáu. Cổng sắt to đùng và kiên cố. Sau khi dùng xà beng cậy đủ kiểu vẫn không được, ông trưởng ấp kê súng lục bắn 2 phát vào chốt cửa. Chốt cửa bung ra văng long lóc và cánh cổng bật mở. Mọi người ùa vào theo sau lưng ông trưởng ấp và tiểu đội dân vệ trên tay lăm lăm chỉa những khẩu súng đã lên quy lát, đạn đã lên nòng, một cách dè chừng. Đi đến đâu cũng vẫn không gặp bất cứ sự kháng cự nào từ trong nhà, thậm chí chẳng có một tiếng động. Cả tiểu đội chia nhau lần lượt đi khắp các nơi trong nhà,
Ra soát cả trên trần nhà nhưng cũng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông lạ mặt bí ẩn và hung hãn ở đâu hay bất cứ một người nào khác. Nhà vắng tanh không một bóng người. Mọi người kêu lên. Thằng cha đó trốn rồi. Thằng cha này trốn đi đâu? Nhà không có cửa hậu lẫn vườn sau lại bít kín bằng tường cao thì chạy đâu cho thoát. Thằng chả rông mất ngã nào vậy ta? Nhiều người giàu trí tưởng tượng kêu lên. Hay thằng chả là ma? Trời chiều mới chạng vạng tối. Nhưng nghe nói tới ma, ai cũng thấy sợ sợ, dù có ông trưởng ấp lăm lăn súng sáu, súng côn thay gọi là súng cò bắn được 6 viên thì mới phải thay băng đạn khác, và có cả một tiểu đội dương súng hầm hè. Mọi người đi theo sau lưng ông trưởng ấp và lính dân vệ để lùng sục từ nhà trên xuống bếp, vào cả hai căn buồng bên trong để tìm cho ra người đàn ông hay ai đó trong nhà. Cha Sở không theo vào, vì ngài đang bận nghĩ xem cô Bảy đang tính sao, hành động gì, phản ứng thế nào trước tình hình này. Bỗng có người kêu to thất thanh. Cô Sáu đây nè. Mọi người đổ xô nhau vội chạy về hướng phát ra tiếng kêu lớn cô Sáu đây nè. Vì khi đã vào được ngôi biệt thự của cô Sáu vốn kín cổng cao tường, ai nấy đều hăm hở khi thấy mình được tự do rảo khắp nơi trong nhà mà mặc sức sục sạo. Kẻ thì sục sạo tìm cho ra cô Sáu, người thì sục sạo kiếm cho được người đàn ông bí ẩn và hung tợn theo lời kể của hai phụ nữ. Người khác lại sục sạo để quan sát cho thỏa chí tò mò muốn biết sự việc xảy ra trong nhà cô Sáu hiện như thế nào. Nhưng cũng có kẻ sục sạo chỉ vì muốn ngắm xem. Bên trong ngôi biệt thự sang trọng và tách biệt hẳn giữa xóm nghèo của một bà cô quý phái thuộc hoàng tộc Campuchia như thế nào vân vân. Tất cả tạo thành một đám người hiếu kỳ. Thế là khi có tiếng kêu to của một giọng phụ nữ phát ra ở phía sau thuộc khu vực nhà bếp cô Sáu đây này, thì cả một đám đông ồn ào chạy bổ xuống bếp. Xuống bếp xong, họ đổ xô ra nơi phát ra tiếng kêu. Nơi ấy là phía sau nữa tách biệt khỏi khu nhà bếp. Trong một nhà kho đối diện với bức tường rào có chiều cao độ 3 mét, sừng sững bao bọc phía sau ngôi biệt thự. Mọi người đến xem ai cũng giật mình tá hỏa khi nhìn thấy cô Sáu đang bị nhốt trong nhà kho vuông vức khoảng 4 mét. Còn ngổn ngang đồ đạc không dùng đến vây chung quanh, cô Sáu đang trong tình trạng bị đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ to kềnh cũ kỹ có lưng dựa và cả hai thanh gỗ gác tay. Mỗi tay của cô bị cột bằng khăn vải dính chặt vào một thanh gỗ gác tay của chiếc ghế, miệng bị bịt kín bằng một chiếc khăn khác. Thân mình và hai chân cô Sáu còn bị buộc ghì vào chiếc ghế cũng bằng những chiếc khăn vải mà không phải bằng dây nhợ. Căn phòng nhốt cô Sáu được đóng lại bằng cánh cửa gỗ. Cánh cửa này không cứng chắc mà cũng chẳng có chốt gài, cho nên chị phụ nữ người đầu tiên phát hiện mới có thể dùng tay giật mạnh mở ra được. Nhìn chung, người nào đó bắt trói và nhốt cô Sáu dường như không muốn làm hại cô Sáu, cũng không muốn làm cho cô Sáu đau. Không hành hạ gì thể xác cũng như không làm gì bất nhã hay vô lễ. Có vẻ ý người ấy chỉ là muốn cô Sáu không thể ra ngoài và không thể tiếp xúc được với người bên ngoài mà thôi. Chị Hải và chị Hương cũng có mặt ngay lập tức tại chỗ ấy. Hai cô hoảng hốt một lúc nhưng trấn tỉnh lại ngay và hối hả cùng mọi người mở trói cho cô Sáu rồi cùng với những phụ nữ khác đưa cô Sáu vào nhà. Tuy nhiên, hình như cô Sáu đang trong tình trạng hôn mê nhận thức, không biết gì, không biết ai và cũng không biết người ta đang làm gì cho mình. Cô mở mắt thao láo nhưng không nhận ra ai, không nói năng gì, ánh mắt vô hồn mở ra, tay chân cử động, nhưng mọi hành vi lẫn cử chỉ đều vô thức. Lờ đờ, một kiểu lờ đờ không khác gì một zombie, xác sống. Trong lúc đó, cha Sở Luca vẫn ở xa tận ngoài cổng, cha không vào nhà. Đã vậy cha còn cẩn thận rời xa khỏi chiếc võng lẫn lều trại để đề phòng cô Bảy và đồng bọn thua keo này bày keo khác hãm hại theo cái cách của hạng người tiểu nhân thường thua kế hóa làm liều. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Cha đứng xa ở tận bên kia đường cùng với vài người đàn ông cao tuổi vận xà rông, đứng đắn và trầm lặng.
Tất cả vô tình không ai bảo ai mà cùng chọn đứng đúng một góc khuất khá kín đáo để quan sát và nghe ngóng mọi việc đang diễn tiến ở bên trong ngôi biệt thự. Cũng phải. Cha Sở có ý ẩn mình bằng cách trà trộn vào những người dân địa phương. Để mặc cho hai phụ nữ, bản tính tự nhiên bị cuốn theo mọi người xông xáo vào nhà ngay khi cổng vừa được phá mở toang hoàng. Nhờ có sự tính toán và tiên liệu kỹ càng, nhờ có dự đoán chính xác và cân nhắc chi lì. Cho nên ngay từ đầu cha Sở đã căn dặn hai phụ nữ rằng từ lúc này trở đi, ngài và hai phụ nữ phải tách nhau ra. Nghĩa là các cô cứ đi cùng đám đông vào với cô Sáu khi cổng mở. Còn cha, cứ để mặc cha. Cha sẽ vào nhà gặp cô Sáu vào lúc nào cha cảm thấy thuận tiện. Làm như vậy mới đối phó được với cô Bảy và đồng bọn. Ở đây ta diễn giải ra cho rõ là vậy. Kỳ thực cha Sở Luca không dám nói nhiều. Chỉ nói ít lời với hai phụ nữ để tránh cô Bảy và đồng bọn nghe lén mà đọc được kế hoạch của cha. Chung quy tất cả mọi sự sắp diễn ra đều nằm trong kế hoạch của cha Sở. Cha nhất quyết phải giữ thế chủ động tạo nên thế trận mà không để cho cô Bảy và đồng bọn tạo nên thế trận rồi bắt cha phải theo. Cha kiên quyết mình phải ở trong bóng tối, đẩy cô Bảy và đồng bọn bước ra ngoài vùng sáng qua việc dẫn dắt người dân địa phương đi từ tò mò đến xem. Cho đến gây cho người dân bực tức khó chịu, cho đến gợi cho người dân ấm ức nhờ đến nhà chức trách can thiệp. Và cho đến cuối cùng khiến mọi người xông vào nhà đem cô Sáu ra khỏi vòng âm mưu ngăn trận của cô Bảy và đồng bọn. Tức cha Sở Luca mượn tay người dân địa phương để đưa cha đến gặp cô Sáu mà cô Bảy và đồng bọn không thể làm gì được. Thật đúng kế tá đao sát nhân, mượn dao giết người trong tam thập lục kế. Đã vậy cha còn hoán đổi vị trí, lôi họ lộ mặt ra ngoài ánh sáng để cha lui vào bóng tối. Cha Sở tính toán như một nhà chiến lược và mọi việc nhất nhất đều diễn ra đúng như ngài hoạch định. Giờ đây khi cha Sở Luca thắng thế trong cuộc đấu trí, cô Bảy và đồng bọn thua đậm tất phải cay cú ôm hận và tìm cách trả thù. Vậy nên cha Luca không thể non nớt thừa thắng xông lên theo thói thường. Cha tự nghĩ lúc này mà được đà làm tới sẽ dễ hở sườn hở lưng tạo dịp cho kẻ địch phản công trả đũa. Tốt nhất nên rút lui đúng lúc, rút lui ngay vào bóng tối, không động tĩnh cho đối phương không thể hiểu nổi, đồng thời sẵn tiện chờ xem đối phương phản ứng ra sao. Thế mới nói cuộc đối đầu không khoan nhượng. Việc cha Sở để cho hai phụ nữ vào nhà cô Sáu kèm theo lời dặn ngắn gọn hai cô cứ vào nhà theo người ta. Phần cha, cứ để cha liệu. Cha Sở chỉ nói ngắn gọn có thế cốt giữ bí mật cho kế hoạch của mình. Không để cho ngay cả hai phụ nữ biết ngài toan tính ra sao, vì nếu biết, có thể hai cô không khéo sẽ vô tình làm hư chuyện. Trong khi mọi người săn sóc cho cô Sáu, ông trưởng ấp tính vốn nóng nảy với cái miệng bô bô quát mắng bằng những tràng chửi tục và tiểu đội lính dân vệ lăng xăng đi bố giáp khắp căn nhà, thì cha Sở được một người đàn ông khá thân thiện ân cần mời ngài về nhà của ông ở gần đó để tắm rửa, nghỉ ngơi và ăn cơm tối với ông ta. Nhân dịp cũng để chờ nhà chức trách thu xếp xong mọi việc rồi gặp cô Sáu cũng không muộn. Nhận được lời mời một cách không ngờ đến, cha Sở suy nghĩ thật nhanh. Chợt thấy đây cũng là dịp tốt nên cha gật đầu cảm ơn rồi nhận lời đi theo người đàn ông cao tuổi đáng tin cậy ấy về nhà ông ta ở cách nhà cô Sáu khoảng vài trăm mét. Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi và còn được ăn cơm tối với chủ nhà, cha Sở thay đổi y phục đang mặc bằng một bộ đồ chay di do ông chủ nhà tặng. Để lại bộ y phục đã mặc mấy ngày qua cho con dâu của ông giặt giũ. Tất cả mọi chuyện đều là ý của ông chủ nhà. Ý ấy phát xuất từ niềm hãnh diện đã mời được một ông cha đạo chúa về nhà mình. Không lạ. Bởi theo truyền thống, người Miên rất quý trọng bậc tu hành vì họ vốn có nề nếp. Nhà nào có con trai đều phải cho vào chùa tu từ tuổi khôn cho đến tuổi thành niên mới được. Hoặc tu tiếp trở thành sư sãi, hoặc trở về nhà lập gia đình, thì việc mời được cha Sở Luca về nhà để đãi đằng là bổn phận và vinh dự của cả xóm. Lúc này ở trong nhà cô Sáu,
chị Hải, chị Hương cùng các phụ nữ địa phương giúp chăm sóc cô Sáu. Sau khi cởi trói cho cô Sáu, họ cùng nhau dìu cô Sáu vào phòng. Tuy mở mắt, nhưng gương mặt lẫn ánh mắt của cô Sáu có vẻ như vô hồn. Không nhận thức qua cách cô cứ để mặc cho ai muốn làm gì mình thì làm. Không phản đối cũng không ưng thuận. Nhìn thấy thế, mọi người tin rằng cô Sáu đang còn ở trong trạng thái hôn mê nhẹ hay là nửa tỉnh nửa mê. Cô chưa thể nhận ra ai và cũng chưa thể nói được gì với ai. Không khác gì một người bị mộng du. Một phụ nữ người Việt có vẻ sành sỏi nói thẳng tuột mối nghi ngờ của mình. Bảo đảm thằng cha đó ám chỉ người đàn ông hung dữ và bí ẩn là người Khmer, tức người Miên hay Campuchia. Đây nè, cứ coi cách thằng chả đánh thuốc mê cô Sáu là biết liền. Chém chết tôi cũng cho rằng chỉ có người Khmer mới có lối đánh thuốc cho nửa mê nửa tỉnh như vậy. Chửi tục, đánh thuốc kiểu này là để hại đời con gái người ta chứ còn gì nữa. Hiện mọi người chỉ còn biết đổ hết tội lỗi lên đầu người đàn ông hung tợn và bí ẩn. Ngặt nỗi, không tìm thấy bóng dáng người đàn ông ấy ở đâu. Một dấu vết nhỏ ông ta cũng không để lại. Nghe chị phụ nữ kia nói thế, các phụ nữ đang có mặt ở đó ai cũng tỉ mỉ quan sát và khéo léo kiểm tra khắp người cô Sáu. Một lúc sau mọi người đều nhận định kẻ đánh thuốc mê cô Sáu không có dụng ý đồi bại. Biết vậy rồi, nhưng chẳng ai hiểu được dụng ý nào khác. Nghĩa là nếu không có dụng ý đồi bại, nếu không có dụng ý hãm hại như đả thương, giết hại, nếu không dụng ý bắt cóc hay cướp của, thì đánh thuốc mê cô Sáu kiểu đó để làm gì? Ai cũng lắc đầu không hiểu nổi, chỉ còn biết chờ xem nhà chức trách. Lúc này nhà chức trách là ông trưởng ấp già chỉ giỏi cái bản tính. Khoái nhậu và tiểu đội lính dân vệ lúc nào cũng ngơ ngác điều tra xem như thế nào. Sau khi đặt cô Sáu nằm lên giường trong phòng riêng của cô, chị Hải và chị Hương vội vàng, người thì lau rửa cho cô Sáu, người thì chạy xuống bếp nấu ngay cho cô Sáu một nồi cháo đậu xanh để cho cô Sáu ăn vừa lấy lại sức, vừa dã thuốc mê. Mọi phụ nữ còn lại người thì xoa bóp, người thì cạo gió, người khác thì chốc chốc lại cho cô Sáu ngửi dầu. Không ai chịu ra về vì muốn nán lại để biết kết quả điều tra của nhà chức trách xem sao. Sau một hồi lâu sực sạo khắp cả từ nhà trên xuống nhà dưới, từ trong nhà ra ngoài sân, không bỏ sót một ngóc ngách nào, ông trưởng ấp thở phì phò và tiểu đội lính dân vệ vẫn còn chạy tới chạy lui mà vẫn chưa tìm thấy người đàn ông. Cũng không tìm ra một chút manh mối nhỏ nào và cũng chẳng tìm thấy dù chỉ là dấu vết nhỏ khả nghi để có thể suy đoán sự có mặt của người đàn ông hung tợn và bí ẩn ấy là ai. Từ đâu đến? Để làm gì và bây giờ thì không cánh mà bay được ra sao? Ai đánh thuốc mê và bắt nhốt cô Sáu? Bắt nhốt để làm gì? Tất cả những nghi vấn ấy cứ chồng đống lên nhau và vượt ngoài khả năng của nhà chức trách đương cục là ông trưởng ấp và đội lính dân vệ. Vì cứ xem ông trưởng ấp lúc nào mặt cũng đỏ gay và tiểu đội lính dân về lúc nào cũng linh qua linh quính đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời giờ cũng vẫn chưa biết được điều gì hơn các phụ nữ chỉ ngồi yên tại chỗ trong phòng. Có lẽ bắt đầu thấy hơi quê, ông trưởng ấp liền ra lệnh tập họp tiểu đội lính dân vệ lại và quát lớn. Tao có công điện khẩn phải về gấp để lo liệu. Tụi bay ở lại điều tra tiếp, chửi tục. Ai lạng quạng bắn bỏ. Quăng thêm vài câu chửi thề nữa cho bọn lính láo nháo. Ông trưởng ấp quay lưng nện gót giày đi thẳng ra cổng rồi mất dạng.